ta cho phút giây ban đầu cảm giác yêu nhau, cho ta luôn nghĩ đến nhau. Có lẽ hôm nay hai ta sẽ yêu nhau rồi, mình cùng chung lối nhé anh người ơi. Em sẽ bên anh, ôm anh những khi anh buồn. Em sẽ ru anh, cho anh yên giấc ngủ ngon. Nhưng lúc cô đơn, em luôn giữ anh trong lòng, dành tròn con tim nguyện trao đến nay. Khi anh bước đến bao nhiêu muộn phiền trong em biến tan, em như anh sẽ xoay cho đường tình anh không sai lỗi. Em xin mãi mãi yêu anh trọn đời yêu không oán thán, chỉ cần anh vui đãi với em vậy thôi. Đôi khi những lúc vu vơ dần hơn xin anh bỏ qua, mong anh hãy nhớ em yêu thật lòng và không gian dối. Em sẽ cố gắng cho anh những gì mà anh ước mong, em sẽ nắm lấy tay anh không bao giờ buồn. Chúc đơn gia đình gấu nè. Anh chị mình nhớ là chống nắng hiện tại đang được giảm sắp hết rồi. Anh chị ơi, cái ngày mà mốc 14 tháng 4 á sắp diễn ra rồi, và chuẩn bị sắp hết chương trình trợ giá cho anh chị rồi không? Bây giờ anh chị mua cái giá chỉ có là 280 thôi. Mà bây giờ các chị không mua thì mai mốt các chị chắc chắn là các chị phải trả với một cái giá là 350 giúp em một tiếp nha. Mai mốt là phải là 350 chứ không phải là hiện tại là 280 mọi người. Cho nên ai chưa mua nhanh tay là chút đơn chống nắng Ngô Hằng lên luôn chị ơi. Anh chị nào mình bỏ lỡ sẽ tiếc nha mọi người. Xịt một tóc có Lương Nguyễn Trung cứ để số cho em ạ. Ánh mắt yêu thương ta cho phút giây ban đầu, cảm giác yêu nhau cho ta luôn nghĩ đến nhau. Có lẽ hôm nay hai ta sẽ yêu nhau rồi, mình cùng nhau lối nhé nhanh như nhói. Em sẽ bên anh, ôm anh những khi anh buồn. Em sẽ ru anh, cho anh yên giấc ngủ ngon. Nhưng lúc cô đơn, em luôn giữ anh trong lòng, dành trọn con tim nguyện trao đến nay. Khi anh bước đến bao nhiêu muộn phiền trong em biến tan, anh nhớ anh sáng soi cho đường tình em không sai lối. Em xin mãi mãi yêu anh trọn đời yêu không oán thán, chỉ cần em vui đối với anh vậy thôi. Đôi khi những lúc vui và giận hờn xin em bỏ qua, mong anh hãy nhớ em yêu thật nhiều và không gian dối. Em sẽ cố gắng cho anh những gì mà anh ước mong, em sẽ nắm lấy tay anh không bao giờ buồn. Khi anh bước đến bao nhiêu muộn phiền trong yên biến tan, anh nhớ anh sẽ soi cho đường tình em không sai lối. Em xin mãi mãi yêu anh trọn đời yêu không oán thán, chỉ cần anh vui đối với em vậy thôi. Đôi khi những lúc vu vơ dần hơn xin anh bỏ qua, mong anh hãy nhớ em yêu thật lòng và không gian dối. Em sẽ cố gắng cho anh những gì mà anh ước mong, em sẽ nắm lấy tay anh không bao giờ buồn. Chống nắng bao nhiêu một tiếp? 280 chị ơi. 280 giá gốc là 350, sắp hết chương trình ưu đãi trợ giá rồi đó chị. Cho nên chị Thúy ơi, chị muốn mua chống nắng chị mua lẹ lẹ trong cái line này giúp em, kẹo nó hết chương trình trợ giá nha chị nha. Hiện tại chị mua một tiếp em giảm cho chị còn 280, chị mua hai tiếp là còn 444.000, tính ra một tiếp chỉ còn 222.000 thôi. Bao dùng bao đổi trả cho chị luôn được chứ chị gái ơi. Anh chị mình đừng có đắn đo suy nghĩ khi sử dụng những dòng sản phẩm bên nhà DCPT. Các anh chị cứ lo lắng là không biết là mua hàng trên mạng thì có chất lượng hay không hả? Dạ, nhà em đã bán hàng được 5 năm rồi mọi người. 5 năm qua ngày nào nhà em cũng live stream, chứ không phải là 1 năm mới live 1 lần, 1 tháng mới live 1 lần. Một ngày nhà em ra hàng, đi hàng rất là nhiều nha mọi người ha. Cho nên là cái việc mà xài có chất lượng hay không, làm bài chân ái của đời. Em là chân ái. Quên. Em là chân ái của đời anh. Cái điều đó hát sao quên mất tiêu rồi ta. Quên mất tiêu rồi. Để em thử coi thử. Cái điều đó sao không tiêu rồi ta. Thử lại em mọi người. Cho nên là các chị mình muốn mua thì cứ để số điện thoại bên dưới cho em gái nha. Có số là có đơn. Có số là có đơn nha mọi người ơi. Chống nắng đỡ hơn cho em xin số liền nè. 280 thôi. Mai mốt phải trả tới 350 rồi đó. Bây giờ mua chỉ cần trả 280 một tiếp. Mua hai tiếp là 444.000. Để số cho em nha. Người con. Để em nhớ lại cái điều ơi. Nước mắt em sợ. Đừng khóc nữa hay đến đi thôi. Cùng đi qua bao nhiêu khó khăn. Tình yêu ấy cứ lớn
thanh xuân để thương để nhớ. Và đến bây giờ em là của ai? Thấy hồi chết rồi đấy, không nhớ được cái điều. Một điều rằng em đã yêu anh, thương anh nhiều bao nhiêu. Dù đôi khi em khiến đôi mắt này phải muộn phiền, nhưng sao bao vấp ngã em mới nhận ra anh là người con trai, là chân ái của đời mình. Dù cho đến mai sau anh có nguyện yêu anh mãi, ở bên anh cả cuộc đời. Anh làm chồng em nhé, suốt kiếp có được không? Nhớ xa xương rồi. Không nhớ em hát hay à? Cái khúc đầu em không nhớ, tại em hát được có một lần một à. Cái gì đây? Chúc đơn đổ hương nè. Anh chị nào mình mua chống nắng thì nhanh tay nha, được cái giá ưu đãi nè. Cùng đi qua bao nhiêu khó khăn, tình yêu ấy cứ lớn từng ngày. Dành cả thanh xuân để thương để chờ, và đến bây giờ anh là chồng em. Bao nhiêu dù đôi khi em khiến đôi mắt anh phải muộn phiền, nhưng sao bao vấp ngã em mới nhận ra anh là người con trai, là chân ái của đời mình. Dù cho đến mai sau anh có già có sầu, em nguyện yêu anh mãi, ở bên anh cả cuộc đời. Trong em nhé, suốt kiếp có được không? Người yêu ơi, em muốn cả thế giới biết một điều, rằng em đã yêu anh, thương anh nhiều bao nhiêu. Dù đôi khi em khiến đôi mắt anh phải u buồn, nhưng sao bao vấp ngã con trai, là chân ái của đời mình. Dù cho đến mai sau anh có già có sầu, ở bên anh cả cuộc đời. Anh làm chồng em nhé, suốt kiếp có được không? Anh làm chồng em nhé. Tự sở hữu bản thân của mình trước nha mọi người nha. Ai mua hàng nhanh tay để số điện thoại bên dưới giúp em nha mọi người. Chắc là bây giờ em xin phép được kết thúc live stream tại đây. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hôm nay view cao hả? Hôm nay view cũng ok lắm chứ bộ. Thực chất mà nói là hôm nay cảm ơn mọi người nha. Đó. Good night. Good night. Good night là bên nước ngoài. Nước ngoài bây giờ là buổi đêm. Buổi đêm với băng buổi tối bằng buổi đêm nghe mệt quá. Băng đêm nha, buổi đêm trời. Bây giờ là bên nước ngoài là băng đêm đúng không mọi người? Là good night, bây giờ là good night luôn chứ không phải là evening nữa, mà là good night luôn rồi. Đó, chúc anh chị bên nước ngoài ngủ ngon. Còn những anh chị nào ở bên Việt Nam á, thì các anh chị mình sẽ có một ngày làm việc thật là vui vẻ, tràn đầy năng lượng mọi người nha. Tối sạc pin đầy đủ, xem hai chị em Yến Linh tối là 7 giờ tối nha. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Bye bye, cảm ơn mọi người. Khi kết thúc live thì mọi người vẫn có thể để số được nha mọi người ơi. Chào chào và hẹn gặp lại. Goodbye. Tắt điện thoại rồi còn xem ráng chi nữa trời. Tắt được rồi đó. Ôi trời, kết thúc live cái gặp anh trai Sony. Anh trai Sony của em, của con. Ngủ đi anh trai ơi. Ngủ đi, khuya rồi anh trai nha. Bye bye.
Bye bye.